Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mùa xuân Tết đến lại về, có món quà tình thương của chị Mai Lê ở bên Mỹ xin trao tặng cho hoàn cảnh chú Phước là người khiếm thị. Khi mà ánh sáng đã rời đi, sống trong cuộc đời tăm tối này rất là đau thương, không có một thứ vật chất nào có thể đổi đi lại cái ánh sáng của chú Phước. Nay có món quà tình thương của chị Mai Lê ở bên Mỹ tặng cho chú Phước món quà 500.000. Xin cảm tạ công đức lành của chị Mai Lê rất là nhiều. Cầu chúc cho chị Mai Lê cùng với gia đình muôn lời muôn đời được bình an, làm ăn có lộc có tài, để chia sẻ nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Cầu chúc cho gia đình của chị Mai Lê sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh. Hôm nay chị Mai Lê tặng quà cho chú Phước, chú Phước có gửi lời gì không ạ? Mai Lê rất là nhiều, con chúc chú Phước nhiều sức khỏe nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.